Hôm nay gia đình tôi đi chùa Đại Tùng Lâm cúng Thiên Tăng. Các bạn biết mục đích chính của buổi lễ này là gì không? Người ta nói để những vị tu hành làm phước và trả nghiệp chướng giùm mình, nên cúng Thiên Tăng lúc nào cũng có thêm chương trình phóng sanh chim và thả cá, nhưng rất ít khi nào thấy thả thú. Và hiện nay chắc là chỉ có câu lạc bộ người cá Tây Un mới làm điều đó. Và chắc cũng có người thả thú, nhưng mà chưa có thành một cái phong trào mạnh. Nên cái câu lạc bộ người cá Tây Un ra đời với mục đích là kêu gọi những người thả thú xích lại với nhau hơn, và muốn có được cái sức khỏe để có thể làm được nhiều việc hơn thì phải trở thành người cá, mới rèn luyện được ý chí tinh thần và cái sức khỏe bền vững để có thể làm được những cái việc cực kỳ gian nan này. Thả thú rất cực nha các bạn. Phải đem thú vào rừng sâu, có môi trường tốt mới thả được, chứ đâu phải như thả chim, thả cá, cứ thấy sông, thấy trời là thả ra là nó bay đi. Nên cần nhiều sức khỏe. Nếu cúng Thiên Tăng mà thả thú thì quá tốt. Tiêu đỡ phải khổ vì cả thế giới đang đứng trước bờ vực tận thế này rồi. Nên việc thả thú bảo vệ môi trường, cứu động vật và đặc biệt là biển chính là nhiệm vụ của các người cá. Mà biển mới là thứ quan trọng nhất cần phải bảo vệ trên thế gian này. Đó là cái nôi của sự sống trên trái đất. Suy nghĩ kỹ các bạn sẽ thấy thế giới bây giờ đạo lý gì cũng tồn tại đủ cả rồi, nhưng có mấy người tiếp thu được? Chúa thấy con người chiến tranh quá, giết hại lẫn nhau quá, người nữ bị đối xử tệ bạc quá, Ngài ấy mới đến thế gian để chỉ cho người ta yêu thương nhau như thế nào. Yêu là đừng có ngoại tình, đừng có làm mấy cái chuyện mà có lỗi với nhau. Ngài tuyên truyền tình yêu thương nhân loại để người ta quý trọng nhau hơn. Và đặc biệt đạo Chúa hay nói nhiều về mấy cái tình dục lắm nha. Tôi để ý thấy mấy ông cha thời nay hay nói về mấy cái đó quá, nghe ớn ớn. Cha mà đi nói mấy chuyện như vậy, nghĩ lại mắc cười. Hồi sáng mới nghe ông cha nói chuyện tình dục, bệnh hoạn quá cha ơi. Sự thành công của Chúa Trời là khiến con người gần lại với nhau hơn, nhưng thất bại của Ngài ấy là người ta vẫn còn thích làm hại động vật. Còn Phật thì tuyên truyền sự bình đẳng giữa các loài vật và chỉ rõ ra luật nhân quả. Chết mà tạo nghiệp này thì thành con gì, cứu con này thì được cái phước gì, được cái quả gì, đạt được cái giới hạnh gì. Đó, Phật chỉ rất là rõ và kỹ. Nhưng cũng không được thành công cho lắm, vì mấy người theo Phật tự nhiên thương yêu con người không sướng, bắt thương yêu luôn cả loài vật, rồi mấy người thèm ăn thịt động vật lấy gì mà ăn, nên không được thành công cho lắm. Rồi cái đạo Bà La Môn, rồi tùm lum cái đạo ra đời nữa. Nói chung là rất là rắc rối. Mỗi đạo lại tuyên truyền một kiểu để thu phục lòng người, để hướng con người đến chân thiện mỹ. Mục đích duy nhất của các đạo là vậy, muốn hòa bình thế giới. Mà cái sự phân biệt nó lại làm thay đổi đạo giáo quá nhiều. Cái cõi thiện ác luôn phân tranh này khó có thể trở về với trạng thái nguyên thủy của nó nếu còn sự phân biệt tồn tại. Bởi vậy, nếu bạn không nhận thức rõ ý nghĩa sự tồn tại của tôn giáo, bạn sẽ càng tạo ra sự tranh chấp trên thế giới. Đạo này giết đạo kia, gây ra chiến tranh, nhất là cái thời thập tự chinh thật là dã man. Và nhận ra một cái chân lý đạo giáo là do cái chấp của con người tạo ra. Chúa Phật Thánh Thần Tiên gì, họ cũng không tạo ra tôn giáo, mà chính các bạn lại tự tạo ra tôn giáo cho chính mình, tạo ra sự phân tranh phân biệt cho bản thân của mình, tạo ra những cái sự tham sân si trong tâm, làm cho mình chia rẽ lẫn nhau. Nên trở thành người cá, mấy bạn phải tập cách đoàn kết, liên kết với nhau, sống hòa thuận với nhau để tạo ra hòa bình thế giới. Đó là những gì mà Tuy Un dạy, hướng dẫn cho các bạn học bơi người cá với Tuy Un. Sự bình đẳng của các loài vật nè, là điều rất là quan trọng. Con gì nó cũng có quyền được sống, nên chúng ta không bao giờ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nó, phải để cho nó sống tự nhiên. Hiểu không? Cái việc gì thiện thì mình làm. Tại sao mình phải làm việc thiện mà không làm việc ác? Vì làm việc thiện á thì trí tuệ của mình mới sinh trưởng được. Còn làm việc ác thì mình sẽ càng chấp và phân biệt, càng làm cho mình đi xuống chứ không có đi lên được. Mà chắc chắn một điều rằng khi bạn đã từ bỏ được việc yêu thích ăn thịt động vật á, thì bạn sẽ bỏ được những cái xấu ở trong thân thể và trong tâm trí của mình. Hãy nhìn cảnh tượng thả chim tại Đại Tùng Lâm hôm nay. Bạn có biết tại sao có nhiều chim sẻ như vậy không? Tại sao không thả mấy con khác, thả mấy con chim? Bởi vì mấy con chim bây giờ nó quá nhiều, là do những người chết đi, họ bị đọa thành chim sẻ rất là nhiều, do sự phân biệt của họ tạo ra. Phân biệt đẹp xấu dẫn đến ngoại tình, mà ngoại tình là giống như mấy con chim sẻ. Mấy con chim sẻ nó ghê lắm,
lúc nó yêu người này, lúc nó yêu người khác. Nó đẻ ngày nào nó cũng đi đặt mái hết. Thành chim sẻ là đúng rồi, ngoại tình, dâm dục. Rồi phân biệt tôn giáo gây ra chiến tranh, gây ra mâu thuẫn là cũng sẽ thành chim sẻ. Nên ý nghĩa của việc thả chim là bỏ đi sự chấp trước phân biệt của các bạn. Tiun nói để các bạn hiểu thả chim không phải là để tạo ra phước đức cho bạn, mà là giúp bạn bỏ đi được sự phân biệt. Còn muốn tạo ra phước đức thì phải thả con khác. Mỗi loài vật nó đều mang một cái nghiệp chướng. Phóng sanh là bạn đã giúp cho con vật đó thoát khỏi nghiệp chướng của nó và của chính bạn. Muốn tạo ra phước nhiều đúng không? Tiun khuyên các bạn nên thả khỉ, thả vọc đi. Những cái con vật mà mang hình tướng người như chúng ta thì mới có nhiều phước. Cứu một con khỉ vọc bằng cứu một mạng người là điều chắc chắn. Nên thả 1-2 tấn cá thì nó cũng chỉ ngang ngửa với một sinh mạng của một con khỉ mà thôi. Vậy mà không ai thả khỉ, thả vọc, mà cứ đi bắt con nhỏ về, mổ đầu ra ăn thịt. Mới gần đây tôi nhận được cái tin là người ta bắt khỉ vọc á, mũi hết á, trong một cái quán nhậu, kêu tôi tới cứu. Tiun tới cứu thì thằng nhỏ chỉ còn có cái đầu thôi. Tôi không có muốn đăng mấy cái clip này lên, nó ác quá, nói ra mà đau lòng. Tội nặng, tội mà giết những cái loài linh trưởng á, nó ngang với việc mình giết người mà bạn không có biết được. Đó là lý do mà tôi buộc phải đến thế gian này để chỉ cho các bạn biết, buộc tôi phải thức tỉnh. Tại sao tôi phải khổ vì các bạn? Vì tôi thương các bạn. Sự vô minh của các bạn, các bạn không biết, các bạn đã quá mê muội trong những thứ mà các bạn cho là đúng. Làm lễ thiên tăng Đại Tùng Lâm ở Long Thành xong, giờ xuống Long An thả cá tiếp nè. Lại nghe nhiều Phật tử nói thả cá để có nhiều phước đức. Thật là một nhận thức vui. Thả cá giúp bạn học được cách buông xả thân tâm nhiều hơn là để tạo ra phước. Càng thả nhiều cá, thân tâm mình sẽ càng nhẹ nhàng như cá. Hình ảnh những chú cá bơi lượn, lướt đi tự do trong nước sẽ lưu lại vô cái ký ức về sự giải thoát trong não của bạn. Khi tập được thói quen này, tới lúc lâm chung, bạn sẽ nhờ vào nó, vào những cái ký ức giải thoát tốt đẹp này mà đi về những cõi sung sướng, thậm chí là cõi Phật, cõi Chúa, cõi trời gì đó. Bạn muốn đến đâu, tự thần thức của bạn sẽ dẫn dắt bạn đến đó. Chỉ cần khởi tâm động niệm, lập tức con đường đến nơi ấy sẽ mở ra cho bạn. Có thể thiên thần sẽ rước bạn, hoặc A-di-đà sẽ tới đưa bạn đi. Nhưng mà tôi nói trước, thả cá cũng vừa vừa thôi, liệu cơm gấp mắm. Như tôi mỗi lần phóng sanh đều xả hết tiền của mình kiếm được, làm gia đình buồn thì mình cũng mất nhiều phước lắm. Tại sao tôi biết nhiều như thế? Khi thành tiên cá bạn sẽ biết, và tương lai ai học theo cách bơi người cá của Tiun rồi cũng sẽ biết. Và cái thông điệp cuối cùng của chương trình phóng sanh này mà tôi muốn gửi gắm đến bạn là sống trên đời đừng nên phân biệt, đừng nên chấp trước, phải luôn buông xả, tự nhiên sẽ biết tất cả và giải thoát. Cái ác trên thế gian này nó nhiều gấp 1000 lần cái thiện. Nên thôi, những ai mà lỡ làm chuyện xấu rồi thì bớt lại đi, từ bỏ luôn đi. Sống là để yêu thương chứ đừng có làm hại lẫn nhau nữa. Để tương lai đừng có bị đọa làm mấy con vật thấp kém. Thấy mấy con vật chịu khổ, chờ được thả, tội quá mà. Các bạn làm tiêu khổ quá mà. Tiên cá thức tỉnh thì chỉ có một, còn ma vương, quỷ vương thức tỉnh thì cả triệu tên. Giờ chỉ đợi các đệ tử của tiêu thức tỉnh nữa. Các bạn ơi, tỉnh ngộ đi, thức tỉnh đi. Ủng hộ tiêu không các bạn? Nếu bạn nói không thì tiêu cũng vẫn sẽ làm cho đến hơi thở cuối cùng. Vì đây là sứ mệnh của tiêu rồi. Bạn không làm thì tiêu phải làm thôi. Xin cảm ơn.